Nơi đây không chỉ có cảm xúc và những từ khóa, nơi đây còn có rất nhiều những thông tin mới mẻ để dành tặng cho khán giả. Hãy cùng đến với những điều mới mẻ của tuần này, Studio H9 hàng cuối tuần. Hết khả năng nhiều dạng rồi hay sao mà lần này còn quấn ác liệt nữa. Ai cũng có một cái kiểu suy nghĩ rằng là cũng đâu có gì khó đâu, làm hay không làm cũng không sao là không được. Cái sự chuyên nghiệp mình tạo ra thì rõ ràng là những người thụ hưởng như Tùng rất là ưng ý rồi. Nhưng mà mình có tạo ra căng thẳng cho những người xung quanh mình không? Khi mà người khác làm vậy thì không nhất thiết bạn phải làm như vậy, thì cái điều đó quả thật mình không chấp nhận được. Chưa hả? Phim gì kỳ vậy ta? Quý vị khán giả thân mến, ở tháng 2 Tùng thấy mọi người có hai cái trạng thái rất là đối nghịch nhau. Trạng thái thứ nhất là mong cho cái Tết nó kéo dài ra để chơi được nhiều hơn. Trạng thái thứ hai là trạng thái của Tùng. Tùng rất là mong chờ Tết đi qua luôn để quay trở lại với nguồn của công việc, để nhân viên rồi mọi người xung quanh mình bắt tay nhanh hơn vào cuộc sống. Và bản thân Tùng thì tháng 2 năm nay Tùng lại còn có một sự chờ đợi rất là lớn. Phải nói là sự chờ đợi nó kéo dài vô cùng tận của rất nhiều năm tháng của năm 2018 lúc trước. Đó chính là một bộ phim sẽ ra đời. Phim gì thì ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp nhân vật chính của bộ phim đó. Hãy cùng đến với Studio H9 tuần lễ này với Ngô Thành Vân. Xin chào Tùng, và cũng xin cho Vân gửi lời chào đến quý khán giả của Studio H9. Ngô Thành Vân là người vô cùng gắn bó và là người có rất là nhiều cái cột mốc công việc với Tùng. Và đặc biệt là Tùng có cơ hội để trở thành diễn viên nhờ bộ phim Cô Ba Sài Gòn của Ngô Thành Vân sản xuất. Nói chung giữa chúng tôi có rất là nhiều điều thú vị, nhưng mà ngày hôm nay thì sẽ dành tặng cho quý vị một Ngô Thành Vân mới mẻ của năm 2019. Nhưng mà trước hết á, một trong những điểm nhấn của chương trình là vang. Vô trước đã. Lần đầu tiên mà mình đi talk show mà mình được uống vang. Cái điều này rất là mới mẻ mà cũng rất là nguy hiểm. Và bây giờ sẽ là 5 câu hỏi nhanh dành cho Ngô Thành Vân của chúng ta. Câu hỏi số 1, giải thưởng người đẹp đầu tiên của Vân. Giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Phụ nữ của ảnh. Album đầu tiên của Vân. MTV Virus. Câu số 3, vai diễn đầu tiên của Vân. Vai một cô học trò hương dẻ, nhưng mà đó là truyền hình. Còn vai diễn đầu tiên của điện ảnh đó là Dòng máu anh hùng. Câu số 4, bộ phim điện ảnh đầu tiên với vai trò đạo diễn. Đó là Tấm Cám, Chuyện Chưa Kể. Và câu số 5, bộ phim điện ảnh gần nhất với vai trò diễn viên. Đó là Hai Phượng. Đó chính là 5 câu hỏi nhanh dành cho Ngô Thành Vân. Tại sao lại phải gợi nhắc lại tất cả những điều này? Bởi vì nói thiệt là đối với khán giả rất trẻ thì ít người biết Ngô Thành Vân đã có một cái quá khứ từng là người đẹp, người mẫu và là Á hậu nữa. Tôi nhớ có một cái show của chị Xuân Lan là Vân ở trong cái vai trò Đinh. Bước ra rất là dữ dội. Và thông thường thì một cái người dữ dội như vậy thì người ta sẽ muốn đi tiếp trên con đường đó. Nhưng mà Vân bắt đầu đi tiếp như một cách khác. Vân rẽ qua ca hát. Và cũng không giống mọi người. Vân đưa ra một cái hình tượng, đó chính là một con virus. Tại sao lại như vậy? Vân nghĩ nó bắt đầu bằng cái việc là Vân hợp tác với lại nhạc sĩ Quốc Bảo. Thì anh Quốc Bảo phải nói là một người nhạc sĩ rất là có nhiều kinh nghiệm và rất là thông minh trong cái việc mà chọn cho Vân một cái hình tượng để ra mắt cho công chúng. Thì hồi đó thì hai anh em cũng bàn bạc với nhau thì mới quyết định là khẳng định cái hình tượng của Vân là hình tượng giải trí, ngôi sao giải trí. Ngôi sao vừa hát, vừa múa, vừa biểu diễn là tất cả mọi thứ. Thì anh mới nói là bây giờ mình làm MTV Virus. Thì lúc đó là chọn cái từ virus thì nghe nó có vẻ giống như là rất là nguy hiểm, kiểu giống như là sẽ ăn phá đập tất cả mọi thứ. Nhưng mà ý tưởng của anh Quốc Bảo là virus thì cũng có con này con kia, thì con virus này nó chỉ có biết ca múa hát và vui nhộn nhảy múa thôi, chứ không có đập phá gì của ai hết. Chúng ta quay trở lại với những câu hỏi nhanh. Hồi nãy tôi có hỏi đến cái vai diễn đầu tiên, rồi bộ phim đầu tiên làm đạo diễn. Tôi rất là muốn hỏi là tại sao Ngô Thành Vân lại muốn trở thành đạo diễn của một trong những bộ phim mà tôi nghĩ rằng là khó. Bởi vì là một cái bộ phim lấy một cái hình ảnh rất quen thuộc nhưng lại viết mới, làm mới, thì đó không phải là một bộ phim dễ. Vân nghĩ thứ nhất là bản thân mình thích thử thách. Tại vì cái gì khó mình mới thích làm, nó mới kích thích cái sức sáng tạo của mình. Thứ hai là nó cũng đến như một cái cơ hội.
trong cuộc sống của mình, trong cái quá trình mình trải nghiệm trong sự nghiệp của mình, trong cuộc sống, thì khi mà cái cơ hội nó đến thì nó đến ngay những cái lúc mà mình đủ chín chắn, đủ tự tin và đủ kinh nghiệm để mình nói yes với lại cái cơ hội đó. Thì Tấm Cám cũng vậy, Tấm Cám Chuyện Chưa Kể đến như là một cơ hội. Tại vì trước đó thì Vân cũng đã có một quá trình rất là dài để đạo diễn và chỉ đạo cho nhóm 365. Và trước khi đến với lại Tấm Cám Chuyện Chưa Kể thì mình cũng đã có một thời gian để dựng hậu kỳ bộ phim Ngày Nãy Ngày Nay, là bộ phim mình vừa sản xuất năm trước đó nữa. Cho nên cái kinh nghiệm dày dặn của mình cho cái việc về sản xuất và cái việc mà đã tiếp xúc với máy ảnh và kịch bản rồi dàn dựng và chỉ đạo á, thì nó đúc kết lại thành một cái kinh nghiệm mà mình cảm thấy mình đủ tự tin để mình làm cái vai trò đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần chính của chương trình, đó chính là Mật Mã Ngô Thành Vân. Hãy cùng thử xem là chúng tôi dành tặng cho Ngô Thành Vân từ khóa gì. Hai phượng đồng thời cũng chính là điều mà Tùng có nhắc đến từ đầu chương trình, thưa quý vị, một nỗi mong chờ. Phải nói lại là từ khi Ngô Thành Vân cho ra đời dự án này để đến với báo chí trước và được thông báo rằng đây sẽ là cái vai diễn đả nữ cuối cùng, thì thật ra Tùng rất là âu lo, là Tùng nghĩ là cái gì ở phần cuối cũng là save the best for last, cái gì dữ dội nhất sẽ là cái cuối cùng. Cho nên là mình rất là chờ thứ hai là mình không muốn nó là cái cuối cùng. Cái chuyện không muốn là cuối cùng mình sẽ nói sau. Nhưng mà tại sao Hai Phượng lại được quyết định là dự án đả nữ cuối cùng của Ngô Thành Vân? Nói là nói cuối cùng vậy là tại vì sợ mình không còn đủ sức để mình bay nhảy, mình đấm đá nữa. Bởi vì làm phim hành động là không phải là khó nữa mà là rất khó. Nó phải tập trung về thể lực, về sức khỏe, về độ nhạy, độ bén, độ nhanh, tất cả mọi thứ mà cái cơ thể của mình thì ngày một không cho phép mình làm cái điều đó nữa. Thí dụ như hồi xưa thì mình cứ bay mình đá thôi, chứ giờ chắc phải dùng dây để móc. Tôi mới đọc một thông tin là trong quá trình quay cái này là Vân có bị chấn thương. Dạ. Thực ra là phim hành động là chấn thương là điều bình thường. Cái lần chấn thương lần này lại là một cái lần mà làm cho Vân sợ nhất. Tại vì lúc mà làm Dòng Máu Anh Hùng á, thì cái chấn thương của Dòng Máu Anh Hùng nó cũng lớn, rất là lớn. Lúc đó là Vân cũng đi nạn rồi bó bột, cũng bị mất một khoảng thời gian rất là dài. Thì hồi đó lúc mà mình có 25, 26 tuổi à, xương mình, cơ mình, tất cả mọi thứ nó còn trẻ trung lắm. mình còn quay trở lại, mình lành lặn nó mau lắm. Còn bây giờ thì xương chậu nó cũng đã đến lúc rồi, cho nên đến lúc bảo hiểm và bảo toàn. Cho nên mình cũng không dám mạo hiểm như hồi xưa nữa. Mà đã làm, đã dấn thân vào làm thì phải xả thân ra, phải mạo hiểm để có những cảnh quay đẹp cho khán giả, để đáp ứng lại cái sự mong mỏi của mọi người, thì cứ coi như là nó là bộ phim cuối cùng đi. Tại vì là một cách nói để mà tạo tâm lý tốt cho mình, dồn hết tất cả vào dạ, để có thể mình hết sức với cái thỏa muốn của mình cho cái Hai Phượng lần này. May quá, như vậy chỉ là một liệu pháp tâm lý thôi thưa quý vị. Nhưng mà nghe sơ qua là thấy rất là muốn coi rồi. Bởi vì nếu như mà hành động mà còn hành động khó nữa thì ở Việt Nam rất là hiếm. Nói một cách vui là càng về sau này càng thấy Vân bớt dịu dàng khi xuất hiện. Ví dụ như là khi mà trong Tấm Cám là tát một cái coi như là nổi tiếng, toàn thánh tát luôn, ai cũng sợ cái cú tát đó. Và đặc biệt là Ninh Dương Lan Ngọc thì đi đâu cũng kể về cái chuyện đó hết. Và Vân hết khả năng dịu dàng rồi hay sao mà lần này còn quấn ác liệt nữa? Thật ra thì Vân nghĩ mỗi một cái giai đoạn của cuộc đời nó làm nên một cái lớp lang trong cái cá tính của Vân. Thì qua từng giai đoạn từ 2006, có nghĩa là từ Dòng Máu Anh Hùng tới bây giờ, thì mình phải làm những cái công việc mới, rồi mình phải trở thành những cái người đi đầu, rồi mình phải trở thành người lãnh đạo, mình phải trở thành những cái người mà phải xưng phong để làm những cái công việc nó mới và nó mạo hiểm hơn. Thì từ những cái công việc đó nó mới đẩy cho mình thêm những cái lớp lang dày dặn hơn, để mình phải cứng cỏi hơn, mình phải quyết đoán hơn, mình phải tự tin hơn để mình có thể làm được, đảm nhiệm được những cái vai trò đó. Thì đến bây giờ làm như là nó cứng ngắc luôn.
nó cô động lại và nó cứng ngắc luôn rồi. Thì mọi người nói là chắc là phải nhờ cái vụ cứng ngắc này nó mới làm lên một cái hai phượng là cái cú nổ cuối cùng. Mong là sau cái cú nổ này nó sẽ mềm lại. Hai Phượng thì hình như nhân vật của mình là một người mẹ đã xả thân để đi cứu đứa con bị bắt cóc, đúng không ạ? Chưa bao giờ làm mẹ. Đâu làm mẹ nhiều chứ, làm mẹ trong Tấm Cám nè, làm mẹ trong Cô Ba nè. Không, mà mấy cái mẹ đó nó không có tạc như cái bà mẹ này, bởi vì Tùng chỉ con trailer thôi. Tùng đã thấy là tâm lý của nhân vật này đẩy rất là sâu về về cái thứ nhất là nỗi sợ hãi của một người mẹ mất con. Thì Vân đã tìm hiểu như thế nào và quyết định vào cái vai này? Thì đến với Hai Phượng lần này nó lại là một cái thử thách mới. Trong phim Hai Phượng á, thì cái việc mà cái đứa con của Hai Phượng bị bắt cóc á, nó xảy ra trong vòng một ngày. Có nghĩa là từ lúc bắt cóc cho tới cái lúc mà đi tìm lại đứa con nó xảy ra trong vòng có 24 tiếng đồng hồ. Mà 24 tiếng đồng hồ mình quay gần như là 2 tháng. Có nghĩa là Vân phải sống trong sợ hãi trong vòng 2 tháng. Không thể nào buông nhân vật ra và phải hiểu được nhân vật. Có nghĩa là phải làm như thế nào để diễn đạt được cái cảm xúc của một người mẹ đang tìm kiếm và giữ nắm một cái gì đó, một cái niềm tin rất là mỏng manh và đang đứng trước một cái cơ hội mất đi cái điều mình yêu thương nhất trong cuộc đời của mình, và đó là một cảm giác cực kỳ kinh khủng. Thì nó quả là một cái thử thách quá lớn đối với Vân, bởi vì Vân cũng chưa từng làm mẹ. Đối với việc làm mẹ thì mình chưa có bao giờ, mình không biết cái nỗi đau nó lớn tới cỡ nào. Thì mình chỉ nhớ mang máng và mình phải tự tạo nên những cái cảm giác sợ hãi đó bằng cách là mình nhớ lại những cái lần mà những đứa trẻ, những người mẹ mà có những đứa bé bị tim bẩm sinh ở trong bệnh viện, khi mà mình đi vào họ thăm. Thì trong những cái chuyến đi thăm của Vân cho cái chương trình mổ tim vết sẹo cuộc đời của Vân á, thì khi mà Vân vào bệnh viện thăm thì có những ca đã mổ rồi và có những ca chưa mổ. Thì những ca nào mà mổ rồi thì cái ánh mắt của mẹ long lanh, xúc động theo một cái kiểu là cảm ơn đã cứu con tôi quay trở lại. Nhưng mà cũng có những ca đang nằm chờ mổ, và những ca đang nằm chờ mổ đó thì cái ánh mắt của những người mẹ họ hoảng sợ lắm, tại vì họ có thể mất con họ ở bất cứ khúc nào, lúc nào luôn á. Thì Vân nhớ tới những cái ánh mắt của những người mẹ đó và Vân nghĩ và Vân hiểu được nó kinh khủng đối với người mẹ như thế nào. Cho nên Vân mới đã phải lưu trữ tất cả những cái cảm xúc đó ở trong người của mình cho cái vai Hai Phượng này. Quý vị thử xem là với cái lần quay trở lại dùng hết sức mình của Ngô Thành Vân ở vai trò diễn viên cũng như là sản xuất bộ phim, thì bộ phim này sẽ ra sao quý vị nha. Rất nếu mà không coi là không được coi nữa, không được coi Vân Đắm nữa đâu đó. Cho nên phải đi ra coi cái phim này. Đến đây thì mong quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay trong phần tiếp theo. Người ta nói là chương trình này rất là nhiều từ khóa hay, nhưng mà Tùng không có chờ đợi điều đó bằng cái phần này. Đó là phần trò chơi dành cho khách mời. Okay. Lần này sẽ là một trò chơi có liên quan đến lĩnh vực của Ngô Thanh Vân. Đó là điện ảnh và diễn viên, vai trò diễn viên. Thì như thế này nha, Ngô Thanh Vân sẽ phải diễn tả bằng hình hành động, không được nói. Okay. Cái poster ở sau lưng Tùng. Okay. Cái này vui. Mọi người sẽ cùng thử đoán luôn nha. Quý vị ở nhà cũng sẽ thử coi là nếu mà nhìn Ngô Thanh Vân làm thì có đoán được đó là bộ phim gì hay không. Chúng tôi sẽ không đưa ra đáp án sớm đâu. Rồi. Hai từ. Bài. Nước. Xong. Mây trên trời. Ok, khó quá. Tiên. Gần giống. Hai từ. Star Wars. Chưa hả? Phim gì kỳ vậy ta? Phim Vân đóng. Phim Vân đóng hay là
mới đây đánh đấm tả nữ bảy rồng. Đây là con rồng đó, đây là con rồng. Con cái gì chứ giờ sao làm chữ bảy, chứ đâu biết làm chữ bảy đâu, phải làm con rồng để đón luôn chữ kia chứ giờ sao rồi. Đúng. Hai từ tiếp phim một từ của Thanh Vân luôn, không phải một từ nè. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Titanic. Tại vậy là chỉ có Titanic, không còn cách nào khác nữa. Bây giờ hai Phượng mình phải nghĩ ra một cái gì nha, hãy mà người ta làm cái động tác đó là ok. Ít nhất là có chữ hai rồi đó. Là biết có cái dấu đó rồi đó. Ok. Chà, khó ạ. Hai từ. Chà, sao ta? Ngon vâng không? Ngon luôn. Cũng liên quan tới Ngô Thanh Vân thôi. Hai từ. Xong lại. Yes. Nửa nửa hết vậy. Chỉ có vậy thôi. Đó vậy. Đúng là những cái bộ phim đặc trưng nó dễ đoán. Rồi. Có phần thưởng không? Không nhận bao nhiêu giây không? Hai từ. Vâng. Hồi nãy bảy rồng rồi như thế. Hai Phượng. Ừ. Chỉ có vậy thôi. Hồi nãy đang nói. Mình phải có phần thưởng cho mấy vụ này, mình chơi quá giỏi. Rồi. Hai từ. Sao toàn hai từ không ta? Thần tiên hả? Star Wars hả? Harry Potter. Cái đũa thần hả? Harry Potter. Đúng rồi. Ok, rồi. Một từ. Không phải, hai từ mới đúng. Hai từ. Ừ. Cái miệng ly, miệng giếng. The Ring. May cho mình chưa tới giai đoạn đó. Mới vẽ vòng tròn đó là biết rồi. Ừ đó. Ok, rất là thú vị, nhưng mà thông qua đó Tùng phát hiện ra một điều á, là những cái bộ phim mà nó để lại ấn tượng sâu sắc thì bao giờ nó có một cái hình ảnh đặc trưng và người ta sẽ luôn luôn nhớ tới đó. Giống như là bây giờ hãng mà đưa số 2 là quý vị biết đó là Hai Phượng. Ha quý vị ha. Xin cảm ơn quý vị, và bây giờ sẽ là mật mã tiếp theo. Ở hàng cuối tuần á, thì chúng ta không chỉ có những cái từ khóa liên quan tới nghệ sĩ, liên quan tới nhân vật, mà còn những từ khóa liên quan tới cuộc sống. Tùng muốn tạo ra một cái không gian mà ở nơi đó những người bạn của Tùng đến á, thì không chỉ nói về mình mà còn nói về quan điểm của mình với những điều xung quanh. Và ngày hôm nay Tùng đã chọn một từ liên quan tới Ngô Thanh Vân để cùng trò chuyện. Chúng ta sẽ cùng đến từ khóa ngay sau đây, đó là sự chuyên nghiệp. Khi mà nhìn thấy từ này, chắc chắn nó là một cái bức xúc rất là lớn của Vân. Vân thấy cái từ chuyên nghiệp này nó thành một cái gì đó nó rất là đặc
trưng của Ngô Thanh Vân. Tại vì rõ ràng thì chắc công chúng và bạn bè và tất cả mọi người xung quanh Vân đều biết là mỗi lần Vân làm cái gì thì nó cũng phải đạt tới một cái đỉnh điểm mà nó phải hoàn chỉnh. Thì để được cái sự hoàn chỉnh đó thì nó phải chuyên nghiệp. Cái từ chuyên nghiệp này nó đã vận vào Vân từ những ngày đầu tiên Vân khởi nghiệp rồi. Vân nghĩ nó xuất phát từ cái việc rằng là Vân được sống và lớn lên ở một cái đất nước Tây Âu. Và từ cái chuyên nghiệp đó nó lại áp vào cái con người Vân thành một cái cá tính. Và khi mà nó đã là một cái đặc tính trong cái con người của mình rồi thì mình giống như là tất cả mình làm theo một cách rất là máy móc, làm à đúng là phải như vậy. Thì từ xưa tới giờ Vân đi bất cứ một cái cuộc hẹn nào thì chưa bao giờ đi trễ. Vậy đầu tiên mình sẽ nói về chuyện đúng giờ trước, giống như Vân vừa nói. Nếu quý vị có để ý thì ở Việt Nam hình như việc đúng giờ nó trở thành một trong những cái thói quen không thể có được. Nó không thể có được đến mức độ là người ta buộc phải chấp nhận nó, chứ không phải là người ta biết. Người ta vẫn biết điều đó là không nên. Nhưng mà gần giống như là tất cả mọi người đều nuông chiều nhau. Ví dụ như mình đi ăn đám cưới, mình mà đi đúng giờ thành ra kỳ. Mình tới xong giống như mình đi ăn chực á, là mình chờ ăn. Thì nó rất là kỳ. Thành ra là mọi người có một cái thói quen là thiệp mà ghi 11 giờ thì 12 giờ mới đi. Hoặc là trong những cái môi trường khác, cái việc đúng giờ đã trở thành gọi là sao ta, gọi là quý hiếm. Những cái cuộc họp bao giờ cũng cố gắng hẹn phải trước nửa tiếng để cho mọi người kịp có mặt. Thì Tùng thấy cái chữ đúng giờ ở Việt Nam hình như là nó rất là lỏng lẻo. Vân nhớ là những ngày đầu tiên Vân về Việt Nam để khởi nghiệp á, thì người ta cũng hay thường nói cái câu là giờ Việt Nam là giờ dây thun. Và cái quan điểm đó là tự nhiên nó bắt đầu truyền miệng với nhau. Và hầu như tất cả ai về Việt Nam cũng bị cái quan điểm đó nó áp đặt vào đầu rồi. Người ta đi theo và dần dần nó biến đổi cái sự đúng giờ của người ta thành sai lệch đi. Thì cái điều đó quả thật mình không chấp nhận được. Khi mà Vân không chấp nhận được cái điều này thì Vân sẽ giải quyết nó như thế nào? Từ xưa tới giờ thì nó là một cái quan điểm bao trùm hết hầu như tất cả mọi người. Thì cái việc mà mình có thể thay đổi được ở đây á, là mình phải thay đổi chính bản thân mình. Qua cái chương trình này mà Vân có thể gửi đến một thông điệp cho các bạn trẻ thì các bạn nên thay đổi từ chính bản thân mình. Có nghĩa là khi mà người khác làm vậy thì không nhất thiết bạn phải làm như vậy. Bạn có thể làm tốt hơn, bởi vì khi mà bạn đến đúng giờ á, là bạn tôn trọng bản thân mình và tôn trọng cái người, cái đối tác mà mình làm việc chung. Vân làm việc rất là nhiều với lại những công ty, những người ở nước ngoài. Thì người ta đến trễ, người ta luôn đến trước 10 phút, hoặc đúng giờ, hoặc trễ lắm là 5 phút. Thì đó là cái cách chuyên nghiệp mà người ta đã làm và mình cũng có thể làm được. Vấn đề tiếp theo trong cái sự chuyên nghiệp của công việc đó chính là cái cách sắp xếp công việc. Tới đây thì xin được phép kể cho quý vị nghe một lần đi quay hình cùng với Ngô Thanh Vân. Quay được vài hôm rồi Tùng nhớ là Tùng theo đoàn cô ba tới 10 ngày. Tự nhiên một hôm tất cả mọi người đều nháo nhào và đều rất là căng thẳng. Tùng nói có chuyện gì xảy ra ngày hôm nay vậy? Thì trợ lý của Ngô Thanh Vân có la lên là chị ba lên. Và là tất cả mọi người, đúng như cảnh trong phim luôn, là tất cả mọi người đều rớp rãng đi vào vị trí của mình. Mặc dù trước đó thì mọi người vẫn làm việc. Thậm chí là mọi người có họp nhau trước là nếu chút nữa chị ba lên thì chuyện gì như thế nào. Anh Tùng là người có thể nói chuyện được với chị Vân thì đi vô nói chuyện với chị Vân, chứ đừng có đứng ở bên ngoài. Chị Vân mà bước ra ngoài là mệt tụi em. Và Tùng cảm thấy là bà này bà như phù thủy. Tùng đang rất là muốn hỏi nè, cái sự chuyên nghiệp mình tạo ra thì rõ ràng là những người thụ hưởng như Tùng rất là ưng ý rồi. Nhưng mà mình có tạo ra căng thẳng cho những người xung quanh mình không? Thực ra thì Vân nghĩ cái việc mà tạo nên cái sự căng thẳng đó đôi khi lại cần thiết. Tại vì các bạn trẻ bây giờ đi làm á, phải nói theo cái từ là relax á, là có nghĩa là quá thoải mái cho cái công việc của mình. Mặc dù nhiều khi nó không có gì làm hết thì các bạn hay buông thả. Vân thì đã là công việc là công việc. Nếu như bạn trong giờ làm việc là bạn phải làm việc. Nếu như việc đó nó làm rồi thì bạn phải đi làm công việc khác. Đúng, chính xác. Có nghĩa là bạn không bao giờ buông thả. Trừ khi nào bạn nghĩ cái ngày hôm đó bạn đi về nhà bạn muốn buông cỡ nào buông. Nhưng mà khi mà bạn đã ở trong cái khu vực làm gọi là làm việc rồi thì bạn phải làm việc. Tại vì khi mà làm việc ở một cái đoàn phim á, là mình có cả trăm người lận. Ai cũng có một cái kiểu suy nghĩ rằng là cũng đâu có gì khó đâu, làm hay không làm cũng không sao là không được. Cho nên cái sự tập trung nó cần cái cao độ rất là cao. Và phải nói là luôn liên tục hơn 24 tiếng đồng hồ. Nếu như là quay 24 tiếng là phải có sự tập trung 24 tiếng. Mà không phải chỉ tập trung một người mà tập trung cả một đoàn. Và Tùng hỏi Vân là hỏi vậy thôi thưa quý vị, chứ Tùng thấy là thật sự là rất là dễ chịu.
khi mà làm việc ở trong một cái môi trường chuyên nghiệp, mình cảm thấy đầu tiên là mình được tôn trọng. Ừ. Thì khi mình được tôn trọng, mình có nghĩa vụ phải làm hết sức mình cho công việc đó. Thì thưa quý vị, cái sự chuyên nghiệp nó tạo ra sự dễ chịu. Tùng muốn khẳng định điều đó để cho tất cả chúng ta không có cảm thấy cái hashtag này, cái từ này nó xa vời. Câu hỏi tiếp theo mà Tùng tin là rất là nhiều người sẽ vỗ đùi cái đét khi mà khi Tùng hỏi Vân cái này nè. Ở Việt Nam á, người ta đặt cái mối quan hệ lên trên cao hơn cái sự chuyên nghiệp. Cho nên tình cảm bao giờ cũng là thứ được nhắc tới khi mà mình lôi cái sự chuyên nghiệp ra mình nói. Ví dụ như là không lẽ chị không thương em sao? Em vì chị như vậy mà em đi trễ có một lần mà chị la em vậy sao? Vân vân. Thì gặp những cái trường hợp đó thì Vân sẽ phản ứng như thế nào? Câu hỏi này cũng rất là khó, bởi vì nó liên quan với rất là nhiều tình huống và nhiều cái relationship, mối quan hệ khác nhau. Tùy theo cái mối quan hệ đó mình đã làm việc lâu năm hay chưa, tùy theo cái con người đó mình đã hiểu họ hay chưa. Có nghĩa là nó chỉ là một cái sai lầm tức thời ngay cái lúc đó, hoặc là nó là một cái sai lầm đã lặp lại nhiều lần. Thì tùy theo mà tình huống mà mình xử lý, nhiều khi họ cần một bài học. Nhưng mà họ nhiều khi lại cần một lời thông cảm. Và kính thưa quý vị, cùng với trò chuyện với Ngô Thanh Vân ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy là từ thông cảm vốn dĩ là một từ rất là tình cảm trong văn hóa ứng xử Việt Nam, đôi khi nó lại chính là con dao hai lưỡi, và đôi khi nó cũng chính là điều ngược lại của sự chuyên nghiệp mà chúng ta hướng tới. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa cuối cùng của chương trình, đó là từ khóa âm nhạc. Đối với từ khóa âm nhạc hôm nay thì nó có một điều rất là đặc biệt, đó chính là không phải Ngô Thanh Vân hát. Hay quá. Mà sẽ là một cái MV, một cái tác phẩm âm nhạc có gắn liền với một trong những điều mà chúng ta chưa nói về Ngô Thanh Vân nãy giờ. Quý vị biết không, đã 8 năm Ngô Thanh Vân gắn liền với vết sẹo cuộc đời, và số lượng bé mà đã được cứu do bị bệnh tim bẩm sinh nhưng không có đủ tiền để chữa chạy trong năm nay là 351 em. Đó là cả là một cái sự cố gắng rất là tuyệt vời của rất nhiều người, nhưng mà trong đó có sự khởi đầu và cố gắng hết sức của Ngô Thanh Vân. Và trong ngày hôm nay, quý vị thân mến, xin được phép đại diện cho ekip Vết Sẹo Cuộc Đời gửi tặng cho quý vị một cái cỏ bốn lá là tượng trưng cho cái niềm hy vọng, cái sự khát khao của con người. Bài hát mà quý vị chuẩn bị nghe sẽ là một cái điểm kết vô cùng xúc động của chương trình ngày hôm nay khi cùng gặp gỡ Ngô Thanh Vân. Cảm ơn Vân đã cùng đến với chương trình. Và câu chúc duy nhất cho Vân ngày hôm nay đó chính là mình đang ở trong giai đoạn của hai Phượng. Thì hai Phượng sẽ thành công vượt bậc. Cảm ơn Tùng, cảm ơn chương trình Hẹn Cuối Tuần ở studio H9. Chúc cho chương trình ngày một được nhiều người đón nhận hơn. Cảm ơn Ngô Thanh Vân rất là nhiều, và xin được phép chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị. Cuối cùng, hoàng tử cũng đã tìm được cỏ bóng lá cho công chúa. Hoàng tử, công chúa sẽ được sáng mắt. Và sau đó có một điều kỳ diệu xảy ra. Công chúa lại một lần nữa được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của mình. Cỏ bóng lá hay quá. Em sẽ đi tìm về cho chị hai. Em út cho chị hai hết bệnh và đi học chung với em. Ngày xưa thật xưa, từ câu chuyện xưa, có một loài cây diệu kỳ mang biết bao nhiêu điều huyền bí. Mọc trên đồi cao, tựa như vì sao, sẽ mang may mắn theo về cùng những ước mơ niềm tin tràn trề. Có người cầu mong sẽ thành công, có người cầu mong sẽ hạnh phúc, có người cầu chúc yêu thương cho mọi người xung quanh. Đến một ngày em sẽ tìm thấy, ước nguyện rồi cũng sẽ ở đây, chỉ cần cùng đôi tay làm nên phút giây này. Cỏ bốn lá em cầm trên tay, cỏ bốn lá mang nhiều điều may, nhờ gió mang đến đây áng mây phép màu, để ước mơ đâu chỉ là mơ. Cỏ bốn lá em cầm trên tay, cỏ bốn lá mang nhiều điều may, mọi vết thương nỗi đau sẽ mau chóng lành, để trái tim luôn mang màu xanh rớt trong lành. Trên đời này đâu có cỏ bốn lá. Có chứ, từng là em sẽ tìm được cỏ bốn lá.
cô chắc chắn cô sẽ tìm được. Có người cầu mong sẽ thành công, có người cầu mong sẽ hạnh phúc, có người cầu Chúa yêu thương cho mọi người xung quanh. Đến một ngày em sẽ tìm thấy, ước nguyện rồi cùng sẽ ở đây. Chỉ cần cùng đôi tay làm nên phút giây này. Cỏ bốn lá em cầm trên tay, cỏ bốn lá mang nhiều điều may. Nhờ gió mang đến đây áng mây phép màu, để ước mơ đâu chỉ là mơ. Cỏ bốn lá em cầm trên tay, cỏ bốn lá mang nhiều điều may. Mọi vết thương nỗi đau sẽ màu trắng lành, để trái tim luôn mang màu xanh. Bốn lá em cầm trên tay, cỏ bốn lá mang nhiều điều may. Nhờ gió mang đến đây áng mây phép màu, để ước mơ đâu chỉ là mơ. Sau Việt Nam Idol thì chắc chắn là sẽ phải đầu tư về tiếng Việt nhiều hơn khi mà quý vị. Bây giờ tiếng Việt là chuẩn kinh khủng khiếp rồi. Thật đó, kinh khủng khiếp. Và có rất là nhiều người cho rằng á, phát triển nghệ thuật ở Việt Nam nó dễ hơn phát triển nghệ thuật ở nước ngoài. Bạn thấy thế nào? Cháu Hiếu hôm nay giày đẹp, quần đẹp nhưng mà cái áo thì cũng không phù hợp lắm nhỉ. Đấy. Hiếu bảo là bạn kia ví dụ là bạn kia hát phô này, xong là ngày sau mình hát phô luôn. Đấy, đúng. Đây biết rồi, từ từ. Thằng cãi khiêng thằng chết à? Thằng chết cãi thằng... Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại. Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào.